Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Về Khải chúc anh em xem video vui vẻ mọi. Và video này thì Khải mua cái bao tay này cho anh đường môn 79 của Khải. Bao tay này Khải nhìn rất là ưng anh em, rất là thích. Rồi, không đỡ chờ lâu. Khải sẽ cho anh em xem xét đồ Khải mắt pin như thế nào, đường môn 79 như thế nào và ra sao. Anh em cùng chờ đợi trong giây lát. Khải giao dịch cho nó cái bao tay, Khải sẽ lên đảo cho anh em xem. Hôm qua thì Khải, hồi trưa thì Khải mới làm xong cái ạc rồi, Khải đánh thử một trận rồi, đánh khá là mạnh nha anh em. Đánh cực kỳ tốt luôn. Nên lần này Khải đầu tư mạnh những cái ạc này để đánh ống kim sơ cấp vào lúc 1 giờ chiều và 23 giờ tối nè, là 11 giờ đêm. Rồi Khải lên đảo cho anh em xem. Nói chung là giờ tống kim thì Khải sẽ đánh 2 khung giờ, 3 khung giờ lận. 1 giờ chiều cũng được, rồi 9 giờ tối cũng được. Và 11 giờ đêm cũng được nha anh em. 11 giờ đêm thì Khải sẽ đánh cái ạc này. Và 11 giờ trưa thì Khải sẽ, 1 giờ chiều thì Khải sẽ đánh ạc này luôn. Còn chỉ 9 giờ là Khải đánh ạc giỏ đan thôi anh em. Ở giỏ đan thì Khải cũng có làm video rồi. Thì giỏ đan Khải thì tầm này cũng khá là khỏe rồi. 80 chậm và 120, 80 chậm và 100 chón chứ. 80 chậm và 100 chón rồi, cực kỳ khỏe rồi. Rồi lên đảo. Nãy mới mua cái phi đao nè, nãy mới mua phi đao 4 kim. Đó, mua phi đao này 4 kim để lấy cái tốc độ đánh. Tại vì đánh móc 79 nè thì chống phái nó có 20 điểm thôi, 20 điểm chống phái thôi. Cái tốc này thì nó có được 79 thôi, 79 thôi mà cộng với cái phi đao của Khải thì vào tống kim cánh hai cái lắc sẽ đạt 201 tốc độ. Khải thấy Khải nghĩ sẽ rất là chất luôn nè, nghĩ rất là chất luôn. Thử cho anh em biết. Thử chứ, tối nay đánh ạc đường môn luôn chứ. Tối nay đánh ạc đường môn luôn chứ. Hồi nãy đánh một trận rồi, hồi nãy đánh cái 30 phút mà top 13 anh em. Hồi nãy đánh 30 phút à. Ánh trăng nơi thành thành sơn, ngọn đèn khuya trông đêm mong bao ký ức vô lông năm xưa. CF anh Giai ơi. Ok, cảm ơn Giang Minh em ơi. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Cái lần thấy lần đảo này cho anh em xem xét đồ Khải phải cực đẹp luôn, không nói điều, không nói điều anh em. Trời ơi, xét đồ này nhìn phải nhíu, nhìn phải dạng ghiền anh em, nhìn xét đồ này phải ghiền. Cảm ơn Giang Nghiêm Minh nhiều em ơi. Trời ơi, xét đồ nhìn đúng chất luôn em ơi, đúng chất chơi người dời luôn. Cái phần của tôi đâu? Đây là đường môn 79 của Khải anh em. Hồi nãy hồi trưa có test thử một trận anh em, mang cái cây phi đao sát thương 31 thôi, không tốc độ đánh không gì hết, đánh được 30 phút thôi, vào sâu 30 phút thôi đạt được top 13 rồi. Mỗi trận tổng kim lúc nãy là như là hơn 50 người anh em, 11 giờ chiều mà hơn 50 người ấy. Rồi quá đẹp. Cái này Khải đầu tư mạnh nhạc này đánh luôn cho anh em xem. Rồi chúng ta cùng tăng nhẹ điểm gái rồi. Đây, tăng điểm cho anh em xem. Ôi, mang vũ khí chưa? Đây, lực tay một cặp 7 đúng không? Kẹp máu làm tí rồi. Kẹp 3. Máu tầm cái anh em mà đẹp rồi. Lắng cặp 7 đi. Cái bầy cánh lách nữa đẹp. Còn lại thông pháp thôi. Rồi, còn lại mắt thân pháp thôi. Đó. Trời, kiểu này đặt tóc đánh bào ba cháy luôn nè. Đó, giờ có kinh công nè. Nhảy nhảy này không có. Nãy vô giao lưu cũng trọng mà không có. Đặt tóc đánh nhanh lắm anh em. Anh em không, đừng có giỡn. Này vào tổng kim khai cánh pháp 1 là 2, 209 là đạt 2 201 rồi, bao đẹp luôn. Được, Khải cố gắng ép nó lên 2k lực tay đi. Máu tầm 1.5k thôi. Tại vì vào trong đó thì thôi, hiếm lắm. Không, máu 1.7k đi, 1.5k hay ít quá. 1.5k sẽ ít quá. Tầm này đẹp rồi. Chủ yếu đánh chí mạng là nhiều nè. Chí mạng 59% nè. Nếu còn lực tay Khải thấy tầm này là ok rồi. Vào trong tống kim cắn lách là ok rồi.
lắc lên 2k là ok. Tóc 30 đánh nhanh lắm nè. Nhầm ra lưng nữa. Ôi, nhầm ra lưng rồi, đúng rồi. Nhầm ra lưng đúng rồi. Tí nữa là to rồi. Đỡ Khải mang lại đai lưng rồi, Khải sau cho anh em xem xét đồ của Khải như thế nào và giá cả từng món đồ như thế nào cho anh em xem. 175. Nhầm ra lưng. Đây, đây này mà đúng rồi. Xa nhau nhưng trong tim ta luôn bên nhau. Nguyện là để huynh suốt đời. Ừ, lực tay tầm đó được rồi. Còn đây bao ước mơ, còn giấc mơ ta luôn mãi mong chờ. Dù xa nhau nhưng trong tim ta luôn bên nhau. Nguyện là để huynh suốt đời. Trong lâm rồi, ok. Rồi, mấy ông K7 đẹp quá đẹp rồi. Đây cho anh em xem sơ qua. Set đồ của Khải đây, không nói điều. Hiện tại với cái server Đại Gia Sơn này, set đồ của Khải á, set đồ của Khải nói thiệt anh em luôn, đường môn khác nhìn cũng phải thèm, đừng nói chị ai nha. Mà đảo anh em luôn. Hôm trước Khải đầu tư set đồ đó, Khải mua các đường môn đó Khải chơi anh em. Nhưng mà Khải mua không ra. Khải đánh tống kim cho anh em xem trận 21 giờ cho vui á. Mà mua gần 4 ngày rồi không ra được ăn đường môn nào hết. Nên là Khải quyết định Khải đầu tư mạnh về cái tống kim 79 này cho anh em xem. Đây, đầu tiên Khải cho anh em xem cái nón thông pháp 17. Nói nhẹ cho anh em sơ qua anh em dễ hiểu thì set đồ của Khải đặt móc 125 chậm. Đặt móc 125 chậm và bao nhiêu thông pháp thì anh em cùng đếm như Khải nha. 17 thông pháp này. Rồi, 17 thông pháp này là 34 với 13 thân pháp. Cái nhẫn này nếu mà mua được cái nhẫn 17 nữa là đẹp nè. Là 4 cái 17 luôn. Anh em không? Tạm giờ là 17 này. Đó, 17 là 51, đúng chưa? 51. 51 thân pháp đúng chưa? Cầm thêm cái này 13 nữa là sẽ độ khá được 64 thân pháp. 64 điểm thân pháp. Anh em không? 64 điểm thân pháp. Rồi, nhẫn này đỡ Khải kích lấy cái dòng thân pháp này. Tại vì trong tống kim sơ Khải nghĩ rồi nè, tống kim sơ không có cái bang. Có cái bang thì cũng chả làm được gì được Khải nè. Nên là Khải ép mạnh về hướng thân pháp luôn. Tại vì có cái bang thì với cái lượng kháng của Khải từ độ dày nè, với cái chuyện kháng cả này á, thì kháng họ 30 rồi. Là Khải cắn lách là Khải đủ đánh vô từ nè. Khải không có sợ, không có sợ cái bang. Đó, kháng dần kháng Khải anh em không? Ok chưa? 30 kháng hàng, 30 kháng họ. Đó, vào tống kim Khải cắn lách thôi. Đây áo. Đó, anh em thấy chưa? Xét đồ nói chung là tầm này cái, nếu mà có cái ạc nào khủng khủng mà VIP ở cái tống kim trung cấp mà đánh trận 9x 10x đó, thì cái xét đồ này bảo đảm anh em luôn. Mang vào đánh tống kim cũng quá đẹp luôn. Nó thiệt không có gì phải chơi. Tại vì đường môn tầm cấp đó thì nó đánh thiên la để dẫn anh em. Nó không có đánh bảo vũ nhiều. Đánh thiên la, anh em có xem livestream trên kênh của Khải nhưng mọi tối tống kim anh em biết đường môn toàn đứng sau đánh thiên la đánh tới thôi. Nên là với cái set đồ này Khải bảo đảm cho anh em rất là đẹp luôn. Hiện tại server thì hiếm có người nào bằng đồ như Khải lắm nè. Đó, em không? Rồi Khải cho anh em biết giá luôn. Đây, cái tốc độ đánh ngon hơn đam nha anh em. Cái tốc độ đánh này nó đặt móc cho đường môn nha anh em. Đặt móc đường môn cho 79 nha. Khải đang nói là đặt móc cho đường môn 79 nha. Nếu mà không mang á thì cái tốc độ Khải chỉ có 79 thôi. 79 thì vào tổng kim cánh 2 lách, đó là lệnh bài và phi tốc, thì nó chỉ được 179 này. 179 tóc đánh thì chỉ bằng 156 tóc đánh thôi nè. Đó, chỉ bằng một cái móc 156 tóc đánh thôi. Anh em phải hiểu vấn đề này. Đó. 179 ấy. Nếu mà không mang cái kia thì 179 thì chỉ được 156 tóc đánh thôi. Còn nếu Khải mang cái tóc 30 này vào. Đó anh em thấy chưa? Cái này thì Khải mua 4 kim. Cái này Khải mua 4 kim. Khải mang vào thì hiện tại anh em thấy không? Cái tóc của Khải là 109 cộng với lệnh bài với chiến cổ trong tống kim thì nó sẽ được 100 nữa, thì tốc độ đánh được Khải là 209, đạt móc 201 bao chấp. Anh em hiểu không? Anh em hiểu vấn đề không? Đó, thì tầm này Khải nói thiệt anh em luôn, đỡ Khải đánh cho anh em biết, nó sẽ rất là khỏe.
tầm này thì Khải muốn loại ép máu tới cho lực tây, thì Khải muốn nửa nhưng mà thôi, lực tây tầm này rồi máu Khải tầm 1.7 rồi, rồi coi Khải muốn chỉ được khoảng 1.8 lực tây, không còn nhiều, chủ yếu cái máu Khải trâu là một tới được, để 1.8 lực tây tròn nữa nè, 1.8 lực tây tròn nữa. Đó, 1.8 lực tay tròn này. Đó, full máu. Đó. Nó có lên K8. Đó, ok. Với cái lượng máu này Khải nghĩ sẽ ok hơn. Chứ hơn 40 lực tay mà máu yếu quá cũng vậy. Thôi tầm này ok đấy. Rồi, cho anh em xem set đồ nha. Đây. Anh em đọc tầm này không ăn thua đâu. Vô Khải phóng nát liền đây. Không ăn thua. Đây cho anh em xem này. Cái nón này Khải mua... Khải mua ngoài shop, nhớ không lầm là 150 vạn. 150 vạn thì nó khoảng tầm 600 xu, 600 đến 700 xu. 600 xu. 150 vạn đâu, 500 xu. Đó, cái nón này mua khá là rẻ, 500 xu. 500 xu nha. Áo này Khải mua 2 kim rưỡi. Gia chiên này Khải mua 8 kim là 10 kim 5. 10 kim lẻ 5 anh em, 10 kim lẻ 5 đó. 500 xu á. Rồi cái vũ khí này Khải mua 4 kim. Vũ khí này Khải mua 4 kim thì Khải sẽ hết chỗ này là 14 kim 5 rồi, đúng chưa? 14 kim 5. Giày này Khải mua 1 kim, 15 kim 5. Đai lưng này Khải mua 1 kim, quá rẻ luôn. 16 kim 5. Nhẫn này Khải mua 1 kim, 17 kim 5. Bao tay này Khải mua lúc này Khải mua hết là 2 kim rưỡi, tầm 2 kim, 2 kim rưỡi. Mười mấy này, 16 kim 5 đúng không? 16 kim 5 rồi. 16 kim 5 với cái này là 19 kim, bao tay 2 kim rưỡi, 1 ca dạng 2 kim rưỡi, 19 kim. Rồi với cái nhẫn này Khải mua 300 xu. Rồi cái này mua 1 kim, tính ra tổng hết số đồ Khải tầm 20 kim nè. Tổng hết số đồ tầm 20 kim. Tầm 20 kim thôi, không có nhiều. 20 kim thì nó dao động khoảng 20 kim thì khoảng 1.4 triệu. 1.4 triệu với lúc nãy Khải đầu tư cho act này gần 30 quả tiềm năng, 30 quả phân quân độ rồi. 30 quả thì nó hết khoảng 7 kim nữa. Thì nói chung ạc tất cả ạc này của Khải là hết 30 kim, khoảng tầm 2 triệu nè. Đó, ạc này, cái quả này mai Khải gắn tiếp. Thì ạc này tất cả hết là Khải tốn 30 kim. Để đánh tống kim cho anh em xem. Thì Khải tốn hết 2 triệu ấy, Khải đầu tư ạc này hết 2 triệu cho anh em xem tống kim sơ cấp rồi ấy. Thử tính không. Đó, hết 20 kim rồi nè. 30 kim chứ, luôn cái quả nữa là 30 kim. Ạc này 79 là không được cắn vào lắm một tịch nha anh em. Không cắn được quả lông một tịch, không được cắn tay đi kinh luôn. Cho nè, test cho anh em xem, không cắn được. Phải 8x. Đó. Phải 8x mới cắn được. Nên là mấy cái này không cắn được, chỉ cắn quả thôi nè. Chỉ cắn quả được thôi. Phi phong, một cái phi phong kỹ năng cũng có hả? Ừ, kỹ năng cũng có nữa, nói làm gì. Khỏe nữa. Trong tầm này là quá đẹp rồi nè. Thôi ra cho anh em xem. Nó phóng khá là nhanh. Đặt móc mà phóng khỏe lắm. Điều là nó là đồ 79 thôi, chứ còn nếu mà cái set đồ này mà qua cái ạc đường môn khủng nào đó, hay là một cái ạc đường môn 99 hay 100 gì đó, Khả đánh cũng nghĩ sẽ auto top chặn 21 giờ cho anh em xem. Tại vì đơn giản đường môn nó đánh chỉ ở dưới, nó đánh thiên la thôi, bao vũ không đánh em. Đường môn nỏ nó chỉ đánh thiên la thôi. Hồi kim thì nó đánh hơi yếu, nên là vào con kim mình không có đánh hồi kim, mình auto đánh hồi mộc trước nè, đánh bằng đường môn trước, tại vì đường môn khá nhiều. Rồi, ok rồi đấy, sẽ đổi cho anh em xem rồi. Anh em xem video này thì đừng quên cho một like, chia sẻ. Và hẹn anh em vào mỗi buổi tối, đó là buổi chiều là 1 giờ chiều là 13 giờ anh em. Với lại tối thì 23 giờ, đó là 11 giờ đêm. Thì Khải sẽ đánh tống kim sơ cấp cho anh em xem. Còn 21 giờ thì Khải sẽ đánh tống kim trung cấp. Và tống kim trung cấp thì Khải sẽ đánh giỏ đan này, cũng mới đầu tư luôn nè. Mới đầu tư này giỏ đan này cho anh em xem. Vừa đặt móc làm chậm 80 và chó 100, thì Khải nghĩ với cái hiệu ứng này thì tối Khải đánh sẽ rất là ok luôn. Hiện tại bây giờ Khải đang ra mua lách nè. Đây, sẽ đồ trước thì Khải mang lo sát nội công, nhưng mà lần này thì sẽ vừa ra vũ khí làm chậm rồi, nên là Khải đi theo hướng này để lấy hiệu ứng 80 chậm thì mới có thể nhắc tay rồi nè. 80 chậm mới có thể nhắc tay được đó, với lại 100 chó mới có thể nhắc tay được, anh em thấy chưa? Tối đa là 80 chó, nhưng mà Khải đợi lên 100 chó luôn nè. Nó sẽ đồ này sẽ đồ mới của giỏ đan luôn, trên kênh Khải sẽ up trên kênh. Đó. Anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Đừng quên cho một like chia sẻ nha. Video này thì Khải sẽ up trên kênh nha.